Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Khi quý vị thua trận ngay trước trận đấu gặp đội tuyển U19 Việt Nam thì ông Shin Tae-yong bên phía Indonesia đã có một tuyên bố khá bất ngờ nhắm thẳng về huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Cùng với đó thì Liên đoàn bóng đá của Lào vừa qua cũng đã có một cách làm giống hệt so với Indonesia để chuẩn bị cho U19 Đông Nam Á 2022. Đó là những thông tin chính trong bản tin của tờ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến phần thông tin chi tiết. Với kỳ thi giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 2 tháng 7 tới đây và với một trận đấu rất đáng chú ý giữa đội chủ nhà Indonesia và đội tuyển U19 Việt Nam. Và như đã nói, đây là một bảng đấu được coi là bảng tử thần khi mà quy tụ rất nhiều các đội bóng mạnh như là Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và Brunei để cạnh tranh cho hai tấm vé tiến tới vào bán kết của giải đấu này. Và cũng như để chuẩn bị để cho cái giải đấu được thi đấu ở trên sân nhà, thì hiện nay với tham vọng vô địch thì đội tuyển U19 Indonesia cũng đang rất tích cực tập luyện ở chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ dự giải giao hữu Tolon Cup ở Pháp. Thế nhưng ở hai cự dượt trước thềm giải này thì Indonesia lại không đạt được một kết quả như ý muốn. Thầy trò ông Shin Tae-yong đã hòa không bàn thắng trước một câu lạc bộ đó là Jakarta và sau đó để thua với tỷ số 0-1 trước một bóng khác đó là Bayha Gangkara FC dù đối thủ chỉ đa phần sử dụng những cầu thủ trẻ mà thôi. Và đương nhiên thì từ những kết quả như thế này thì truyền thông của Indonesia cũng như là các cổ động viên của nước này đang nghi ngờ về khả năng cạnh tranh vô địch của đội nhà. Trong khi đó thì ông Shin Tae-yong lại tỏ ra vô cùng lạc quan khi mà nói rằng: "Tôi rất vui vì các học trò đã thiện tốt và đã có cách vận hành tốt cũng như là lối chơi rất tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiến bộ thôi." Ông Shin đã chia sẻ sau trận thua vừa qua. Thì bên cạnh đó thì ông này vẫn thừa nhận rằng đội nhà còn có một số những điểm yếu cần phải sửa chữa ngay trước khi mà đá trận ra quân gặp đội tuyển U19 Việt Nam. Thế nhưng vẫn tin vào sức mạnh của các học trò của mình sẽ làm nên chuyện trước hai đối thủ mạnh đó là Việt Nam và Thái Lan để cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp. Và ông nói rằng là cả hai huấn luyện viên của hai đội bóng đều rất tài năng, họ đã có những dấu ấn của mình. Thì ông tin rằng là mình sẽ làm tốt công việc của mình và nói rằng là các cổ động viên hãy chờ màn trình diễn sắp tới của những cầu thủ U19 Indonesia. Trong khi đó thì báo chí của Indonesia đã cảnh báo về đội nhà về sức mạnh của những cầu thủ U19 Việt Nam khi mà tờ Bola có viết rằng Văn Trường được biết tới với những cú sút chính xác cùng khả năng kiểm soát bóng ở không gian tốt. Cầu thủ 18 tuổi sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở giải Đông Nam Á sắp tới, có thể sẽ thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam ở trong tương lai. Còn với đội tuyển U19 Việt Nam thì vừa qua chúng tôi cũng gửi tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến trận đấu giao hữu. Thì vừa qua U19 Việt Nam trong trận đấu gần nhất chúng ta đã có một bước chạy đà có thể nói rằng rất hoàn hảo khi mà thắng cả đội đứng đầu V-League hiện nay đó là câu lạc bộ Hải Phòng cùng với tỷ số đó là 1-0. Trước khi chúng ta lên đường sang Indonesia dự giải vào ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6. Và với đội tuyển U19 Indonesia hiện nay họ thực sự đang cho thấy được cái quyết tâm của mình lớn như thế nào khi mà họ để cho ông Shin Tae-yong nắm quyền đội tuyển U19 Indonesia để tham dự giải đấu này. Bởi trước đó thì ông này đã cần phải nắm quân của đội tuyển quốc gia, rồi sau đó nắm đội tuyển U23 và giờ đây lại là đội tuyển U19 nữa. Và với một lực lượng trẻ trung đầy nhiệt huyết đến từ Indonesia cùng với một viên rất giỏi đến từ Hàn Quốc đó là ông Shin Tae-yong, thì Indonesia hiện nay đang đặt cái mục tiêu của mình đó chính là lên ngôi vô địch. Mặc dù ông Shin vẫn đánh giá cao hai đối thủ cùng bảng đó là Việt Nam và Thái Lan. Thế nhưng đương nhiên trong cái thâm tâm của ông ấy chúng ta đều suy nghĩ và biết là ông ấy đang muốn cái gì. Đó chính là ngôi vị cao nhất dành cho Indonesia với một nữ cầu thủ trẻ và hiện nay nữa thì họ đã được làm chủ nhà. Vì vậy mà đây chắc chắn cũng sẽ là một đối thủ mà đội tuyển U19 Việt Nam của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ cần phải dè chừng. Trong khi đó thì bóng đá Lào cũng tiếp tục lại học cái cách mà Indonesia vừa làm, đó là để cho huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia dẫn dắt đội tuyển U19 đá giải U19 Đông Nam Á 2022 sắp tới. Cụ thể đó là huấn luyện trưởng của đội tuyển Lào đó là ông Mikhen Witt sẽ dẫn dắt đội tuyển U19 Lào để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 và đây cũng là trường hợp giống với ông Shin Tae-yong của bóng đá Indonesia. Mới đây truyền thông Lào có đưa tin rằng huấn luyện viên người Đức ông Mikhen Witt sẽ dẫn dắt đội U19 Lào tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia vào tháng 7 tới đây. Và như vậy là cũng giống như ông Shin Tae-yong bên phía đội tuyển Indonesia thì ông này cũng kiêm nhiệm 3 vai trò, đó là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển U23 Lào và bây giờ đó là đội tuyển U19 Lào. Bởi cách đây chưa lâu thì nhà cầm quân 57 tuổi này cũng đã giúp cho đội tuyển U23 Lào đã có được những trận thi đấu rất ấn tượng ở SEA Games 31 vừa qua trên sân Thiên Trường. Và hiện nay thì vì những kết quả khả quan đó cho nên bên phía Liên đoàn bóng đá của Lào cũng mong muốn rằng là ông này cũng sẽ tiếp tục giúp cho đội tuyển U19 Lào có thể vượt qua được bảng đấu ở giải U19 Đông Nam Á, nơi mà chỉ có những đối thủ như là Timor Leste
Campuchia, Malaysia và Singapore mà thôi. Và cũng để chuẩn bị cho cái giải đấu này tại Indonesia thì ông Mikkel Quist đã triệu tập 25 cầu thủ, trong đó có 5 cầu thủ cùng với đội tuyển U23 Lào vừa tham dự SEA Games 31. Và những gương mặt này cũng là những người rất có kinh nghiệm khi mà ra sân cho cả đội tuyển quốc gia Lào. Mà trường hợp của ông Mikkel Quist cũng tương tự như ông Shin Tae-yong khi mà đã trải qua với bóng đá Indonesia, nghĩa là trải qua gần như tất cả các cấp độ của đội tuyển của nước này, từ đội tuyển quốc gia cho đến đội tuyển U19. Hiện nay tại giải U19 Đông Nam Á 2022 thì có 11 đội bóng tham dự chia làm hai bảng. Bảng A có Việt Nam, Indo, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Trong khi đó, như chúng tôi vừa thông tin, thì bảng B gồm có Lào, Timor Leste, Campuchia, Malaysia và Singapore. Các trận đấu diễn ra từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 7 tại Indonesia. Vừa nói những thông tin liên quan đến giải đấu sắp tới U19 Đông Nam Á, và đương nhiên thì kết quả của những trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái hy vọng có thể tiếp tục được tái ký hợp đồng hoặc là có thể bị sa thải. Còn với bóng đá Việt Nam vừa qua thì chúng ta cũng đã rất thành công với Hunrun Parser. Vậy thì sau những thành công đó thì thầy Park đã phải làm những công việc gì? Thầy Park đã có nói rằng: "Tôi không nghĩ rằng là mình là một huấn luyện giỏi đâu. Tôi rất may mắn rất nhiều khi mà được gặp những cầu thủ giỏi, một đội ngũ trợ lý tốt." Vào ngày 14 tháng 10 tới đây thì thầy Park sẽ tròn 5 năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam. Và thầy đã giành được 2 chấm tấm huy chương vàng SEA Games, một chức vô địch AFF Cup, Á quân của U23 châu Á 2018, top 4 ASEAN 18 và tuyển Việt Nam chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước nhà. Và tất cả cũng cho thấy rằng là thầy Park là một nhà cầm quân thành công bậc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng thầy Park không nhận là mình giỏi và chỉ bảo rằng là thầy may mắn thôi, còn hầu hết là do những cầu thủ và có một đội ngũ tốt. Và đây chắc chắn là một sự khiêm nhường rất đáng quý của thầy Park, khác với rất nhiều các huấn luyện viên khi đang làm việc với bóng đá của Đông Nam Á hiện nay. Và sự nghiệp của thầy Park không chỉ là có màu hồng đâu, mà còn có rất nhiều những thăng trầm, có những đỉnh cao, có những vực sâu, có những niềm vui và đương nhiên cũng có những nỗi buồn. Ông từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp khi cùng tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết của World Cup 2002, và sau đó vài tháng thôi, ông đã bị sa thải. Ở tuổi 60 thì thầy Park đã chấp nhận xa gia đình để nhận lời bầu Đức sang Việt Nam để làm việc. Và ông đi với tâm thế không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước cả. Bởi Việt Nam nổi tiếng thay huấn luyện ngoại liên tục và phần lớn thì khó có thể tại vị lâu được. Và không ít lần thầy Park cũng thừa nhận rằng là bản thân của mình cũng không nghĩ rằng lại gắn bó với bóng đá Việt Nam lại lâu đến như vậy. Thầy Park đã tận tụy làm việc hết mình cùng với bóng đá Việt Nam trong gần 5 năm vừa qua. Thầy đã lo cho đội tuyển U23 Việt Nam và cấp đội tuyển quốc gia, và có những lúc lắm thêm đội tuyển U22 khi mà SEA Games 2019 thì chúng ta có những cầu thủ ở đội tuyển U22. Và ngay cả lúc mỗi quân cùng đội tuyển Việt Nam thì thầy cũng phải tập trung cho lứa U23 trong cùng một lúc. Và ông muốn tận dụng thời gian để giúp cho những lứa trẻ có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. Và đây chính là lý do mà ông giúp cho bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở trên sân nhà. Đương nhiên trong bóng đá thì chúng ta không thể nói được bất cứ một điều gì cả. Không phải cứ chuẩn bị và tập thật tốt thì lại có thể thành công được. Vì đơn giản như thế thì mọi đội bóng cũng đều có thể gặt hái được danh hiệu. Thế nhưng chắc chắn rằng một cá nhân hay một tập thể nỗ lực hết mình thì cuối cùng cũng sẽ đền đáp bằng những kết quả tốt nhất thôi. Và người đại diện của thầy Park đó là ông Lee Dong-jun cũng đã từng nói rằng lúc nào ông Park cũng cảm thấy áp lực cả, kể cả những trận đấu rất nhỏ thì ông Park cũng luôn cảm thấy áp lực. Áp lực đó là phải giành chiến thắng. Ông Park thực sự hạnh phúc và rất hài lòng khi mà làm việc tại Việt Nam và ông luôn cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Và đây là lý do tạo ra thành công liên tiếp trong những thành công vừa qua. Và ông Lee Dong-jun cũng kể thêm về những thời khắc vinh quang của U23 Việt Nam. Và nó cũng chỉ là những niềm vui ngắn ngủi thôi, mà thầy Park sẽ tiếp tục lại phải làm việc, vẫn phải miệt mài mỗi ngày để cống hiến làm sao cho bóng đá Việt Nam chúng ta thi đấu tốt hơn. Chính vì vậy mà để nói rằng qua từng trận đấu đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tương lai của một huấn luyện viên, đến cái vị thế của một huấn luyện viên. Và rõ ràng cái vị thế mà thầy Park đã tạo dựng được cùng với bóng đá Việt Nam nó thực sự là bền vững và vĩnh cửu. Và tôi nghĩ rằng là đến thời điểm hiện nay thì cũng chẳng còn gì phải quá tiếc nuối nếu như chúng ta không thể tiếp tục làm việc cùng với thầy Park trong thời gian tới cả. Thế nhưng như đã nói với chúng tôi và rất nhiều các cổ động viên, dù như thế nào đi chăng nữa, lối chơi có như thế nào, thế nhưng kết quả mới là điều quan trọng. Thầy Park đã làm được những gì ai cũng biết, và tôi tin rằng chúng ta cũng đều rất mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục được làm việc với thầy Park trong năm tiếp theo nữa, phải không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.